Trở lại với những thông tin thời tiết, thưa quý vị, từ đêm qua đến giờ thì Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang phải đối mặt với lũ lớn. Chị Quỳnh Hoang này không biết là tình hình mưa lũ ngày hôm nay thế nào ạ? Vâng theo những cái thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được đó là vùng mưa lớn đang có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam, vì vậy mà trong ngày hôm nay sẽ đến lượt tỉnh Quảng Nam sẽ phải đối mặt với lũ lớn. Thế nhưng cũng vẫn phải xin nhắc lại với quý vị một thông tin rất đáng chú ý, đó là sau Quảng Trị thì từ tối qua đến tỉnh Thừa Thiên Huế phải đối mặt với trận lũ lịch sử khi mà mực nước trên sông Bồ đã vượt lũ lịch sử của năm 1999. Lúc 23 giờ ngày hôm qua thì đỉnh lũ đã vượt báo động 3 là 74 cm và vượt lũ lịch sử là khoảng 6 cm. Dù lúc này thì mực nước đang có xu hướng xuống dần nhưng mà có thể thấy là xuống rất chậm và lúc 1 giờ thì vẫn trên mức báo động 3 là 67 cm. Dự báo trong ngày hôm nay thì lũ vẫn tiếp tục rút chậm, thế nhưng mực nước vẫn trên báo động 3, khoảng 50 cm, vì vậy mà người dân ở đây chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, vẫn phải đảm bảo các biện pháp để đảm bảo an toàn. Còn với các sông khác như là sông Kiến Giang tại Quảng Bình hay là sông Thạch Hãn tại Quảng Trị thì cũng còn ở mức báo động khẩn cấp, trên báo động 3 là từ 30 cho tới 100 cm. Và ngoài ra do mưa lớn liên tục trong những giờ qua thì lũ trên sông Vu Cô Gia tại Quảng Nam đang lên và trong ngày hôm nay sẽ lên trên báo động 2 khoảng là 50cm. Vì vậy mà ngập lụt nghiêm trọng sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Đặc biệt là tại Quảng Trị, ngập lụt diễn ra trên toàn tỉnh, nhất là với huyện Hải Lăng, mực nước đã lên cao tới 4,5 mét, tức là đã lên tới tầng 2 của nhà dân. Và tiếp đến là tại huyện Triệu Phong cũng ngập sâu từ 2 cho tới 3 m. Trước tình hình ngập lụt như vậy thì cục phòng chống thiên tai Quảng Trị khuyến cáo những nhà đã bị ngập sâu mà chưa tới được các địa điểm sơ tán tập trung, người dân có thể đi sang các nhà bên cạnh có các tầng cao hơn để chúng ta tránh trú. Nếu phải lội nước để di chuyển thì cần dùng gậy để dò đường. Và cũng lưu ý với quý vị đó là nếu thấy trời ngớt mưa thì chúng ta tuyệt đối không được chủ quan ra đánh cá vớt củi ở trên sông. Đáng lo ngại nữa là miền Trung có thể sẽ phải đối mặt với lũ trồng lũ khi mà mưa lớn có thể kéo dài ở khu vực này thêm 3 ngày nữa. Khắp khu vực từ Quảng Bình trở vào tới Bình Thuận khả năng sẽ tiếp tục có mưa to tới hàng trăm mm. Và mưa lớn kéo dài như vậy đó là do có hai yếu tố. Thứ nhất là gió đông bắc của không khí lạnh tiếp tục dồn xuống khu vực này lại kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và khả năng là một trong hai ngày tới nó sẽ có thể mạnh thêm và hướng di chuyển tiến về khu vực đất liền Trung Bộ. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới cũng gây ra thời tiết xấu ở trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm đó sẽ là khu vực phía Bắc của Vĩ tuyến 12 và phía Đông của Kinh tuyến 111,5. Vì thế mà vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong ngày hôm nay đều cảnh báo sẽ có mưa rông mạnh, dễ đi kèm với các hiện tượng là lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về diện biến lũ ở khu vực miền Trung cũng như là áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong những bản tin thời tiết tiếp theo. Còn bây giờ xin mời trở lại với anh Tiến Anh. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hoa với những cảnh báo đáng chú ý vừa rồi.